Hà Nội vừa thông báo từ 18 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến 18 giờ ngày 2 tháng 1 năm 2022, Hà Nội ghi nhận 2045 ca bệnh, trong đó có 555 ca mắc tại cộng đồng, 1 1462 ca tại khu cách ly. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Đông Anh 232, Thanh Xuân 227, Thanh Trì 225, Gia Lâm 163, Hoàng Kiếm 148, Ba Đình 147 và Hoàng Mai 132 bệnh nhân phân bố tại 326 xã phường thị trấn thuộc 30 trên 30 quận huyện thị xã, trong đó có 555 ca cộng đồng ghi nhận tại 191 xã phường thuộc 29 trên 30 quận huyện. Một số quận huyện nhiều bệnh nhân tại cộng đồng như Gia Lâm 78, Hoàng Mai 65, Thanh Trì 64, Đông Anh 36, Long Biên 35 và Sóc Sơn 33. Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 là 52.725. Trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 17.578 ca, số ca mắc là đối tượng đã được cách ly là 35.147 ca. Xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, quận Thanh Xuân Hà Nội vừa có quyết định điều chỉnh hoạt động trên địa bàn tương ứng với cấp độ dịch COVID-19 đang ở mức 3, nguy cơ cao, màu cam. Cụ thể, từ 12 giờ ngày 3 tháng 1 năm 2022, toàn quận Thanh Xuân không tổ chức hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Yêu cầu những người tham gia phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ, tuân thủ nghiêm ngặt 5K, cài đặt và quét mã QR. Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán mang về, đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày, cấm hoạt động kinh doanh buôn bán tại các chợ cóc, chợ tạm. Quận cũng tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như cơ sở làm đẹp, massage, karaoke, kể cả karaoke loa kéo, quán hát cho nhau nghe, quán bar, trò chơi điện tử, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Riêng đối với dịch vụ cắt tóc được hoạt động phải đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, tuân thủ nghiêm 5K, quét mã QR. Cùng với đó, tạm dừng tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh khối 12, các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Về hoạt động tại các cơ quan công sở, quận yêu cầu hạn chế tiếp khách làm việc trực tiếp tại đơn vị, tăng cường hoạt động làm việc trực tuyến. Quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người đến giao dịch, khách hàng, thực hiện khai báo y tế điện tử thông qua mã QR, sử dụng phần mềm PC COVID. Theo thông báo cấp độ dịch COVID-19 ngày 31 tháng 12 năm 2021 của thành phố Hà Nội, có 2 huyện ở cấp độ 1 vùng xanh là Phúc Thọ, Phú Xuyên. 10 quận huyện ở cấp độ 3 nguy cơ cao màu cam gồm Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Long Biên, Nam Tử Liêm, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Thanh Trì, Gia Lâm. 18 quận, thị xã, huyện còn lại ở cấp độ 2 nguy cơ trung bình màu vàng. Xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, tính đến ngày 31 tháng 12, Hà Nội ghi nhận thêm 3 quận, huyện Thanh Xuân, Gia Lâm, Thanh Trì trở thành vùng cam, tức vùng có nguy cơ cao. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa công bố đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch COVID-19 tại Hà Nội. Theo đó, thành phố Hà Nội đang ở cấp độ 2, vùng vàng tức nguy cơ trung bình, hai huyện Phúc Thọ, Phú Xuyên ở cấp độ 1, nguy cơ thấp, 10 quận huyện ở cấp độ 3, vùng cam, nguy cơ cao bao gồm Ba Đình, Gia Lâm, Hai Bà Trưng, Hoàng Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Thanh Trì, Thanh Xuân, 18 quận huyện thị xã còn lại ở cấp độ 2, thành phố không có địa phương nào ở cấp độ 4 nguy cơ rất cao. Như vậy, so với tuần trước, tuần này Hà Nội có thêm 3 quận huyện nâng cấp độ phòng dịch là Thanh Xuân, Gia Lâm và Thanh Trì. Do đó, số ca mắc giảm, quận đống đa từ vùng cam đã hại nhiệt, chuyển xuống cấp độ 2 vùng vàng. Về cấp xã phường, có 111 xã phường thị trấn ở cấp độ 3, 278 xã phường thị trấn ở cấp độ 2, 190 xã phường thị trấn ở cấp độ 1. Trong một ngày trở lại đây, trên địa bàn ghi nhận 23.606 trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng. Ngày 2 tháng 1, cả nước có 16.948 ca COVID-19 mới, Hà Nội lần đầu vượt mốc 2.000 ca. Tính từ 16 giờ ngày 1 tháng 1 đến 16 giờ ngày 2 tháng 1, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.948 ca nhiễm mới, trong đó có 34 ca nhập cảnh và 16.914 ca ghi nhận trong nước, tăng 2.092 ca so với ngày trước đó. Tại 63 tỉnh, thành phố, có 11.948 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau. Hà Nội 2045, Hải Phòng 1804, Vĩnh Long 1280, Tây Ninh 946, Bình Phước 782, Khánh Hòa 780, Cà Mau 619, Bình Định 576, Hải Dương 545, Bạc Liêu 464, Trà Vinh 452, Bắc Ninh 403, Thành phố Hồ Chí Minh 384, Quảng Ngãi 112, Đắk Nông 105, Ninh Bình 99, Nam Định 93, Vĩnh Phúc 92, Bắc Giang 90, Bình Thuận 22, Điện Biên 21, Yên Bái 20, Lai Châu 11, Hà Tĩnh 9. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó, gồm có Đồng Tháp giảm 265, Bình Thuận giảm 189 và Thành phố Hồ Chí Minh giảm 185. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó, gồm có Hải Phòng tăng 1.688, Hải Dương tăng 545 và Hà Nội tăng 297. Trung bình, số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.479 ca một ngày. Đến nay, tại Việt Nam đã ghi nhận 20 ca mắc COVID-19 và biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội 1 ca, Quảng Nam 14 ca, thành phố Hồ Chí Minh 5 ca. Về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.763.040 ca nhiễm, đứng thứ 31 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 138 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 17.878 ca nhiễm. Được dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.757.254 ca, trong đó có 1 triệu 369.879 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này gồm có thành phố Hồ Chí Minh 504.197, Bình Dương 290.921, Đồng Nai 98.060, Tây Ninh 77.002 và Hà Nội 49.631. Về tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19, số bệnh nhân khỏi bệnh, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 14.420 ca, tổng số ca được điều trị khỏi là 1 triệu 372.696 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.746 ca. Số bệnh nhân tử vong từ 17 giờ 30 ngày 1 tháng 1 đến 17 giờ 30 ngày 2 tháng 1 ghi nhận 221 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh có 30 ca, trong đó có 4 ca từ các tỉnh chuyển đến như Đồng Nai 1 ca, Đồng Tháp 1 ca, Vĩnh Long 1 ca và Cần Thơ 1 ca. Tại các tỉnh thành phố khác, Đồng Nai có 41 ca trong 2 ngày, An Giang 17 ca, Vĩnh Long 16 ca, Đồng Tháp 15 ca, Cần Thơ 15 ca, Tiền Giang 11 ca, Hậu Giang 9 ca, Tây Ninh 8 ca, Hà Nội 8 ca, Sóc Trăng 7 ca, Bình Dương 7 ca, Kiên Giang 7 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 6 ca, Khánh Hòa 5 ca, Bạc Liêu 4 ca, Bình Thuận 3 ca, Cà Mau 3 ca, Nam Định 2 ca, Trà Vinh 2 ca, Nghệ An 1 ca, Đắk Lắk 1 ca, Hà Giang 1 ca, Gia Lai 1 ca và Long An 1 ca. Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 224 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 32.831 ca, chiếm tỷ lệ 1,9% so với tổng số ca nhiễm.